cái tay ông cứ cóp 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 là sao đây giờ bà tay ông cứ, liệt một bên đi đâu ông cứ, cử động đồng được là mớ ông liệt phía bên nào phía bên phải bây giờ là tay ông không ủ không tay tay, ừ, tay về cứ, cái chân là lớn cứ đồng được anh cứ từ chéo vào quý vị tay anh cứ gồng lại giờ ông là bị như này được mấy Đã. năm rồi bà gần 6 năm rồi đó sáu năm rồi thế hồi xưa lấy nhau cũng đẹp được đứa con nào hồi xưa cũng có đều mất rồi à dạ. cũng, cũng có đẻ được con nhưng mà mất rồi hả dạ. bây giờ con cái thì không có ông thì đau ốm nằm một chỗ đây. buồn này cũng buồn chá ừ. hello xin chào mọi người nhé à, quý vị thân mến hôm nay thì khánh đang cùng với uh, uh, hoàng như phượng yeah. bạn gái hả <laughs> hay là người yêu bạn gái người yêu chị được hay là vợ vợ chị được tiết lộ với yeah. quý vị đi chứ nè uh, hello xin chào mọi người nha em là hoàng như phượng thì có lẽ mọi người cũng 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 khá quen thuộc trên chương trình từ thiện uh, thì hôm nay thì có dịp À, vào Quảng Bình, vào ừ. quê của em Phượng và lên một bản vùng cao ở miền núi. thì à, đây là bản Trường Sơn và cũng đi cùng xã anh Trạng. xã Trường Sơn xã, à, Trường xã Trường Sơn và đi cùng anh Trạng thì thấy cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn. thì hồi này đang đi trên xe ừ. thì em Phượng có lượt qua và đọc được một cái bình luận. À. cùng một 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 tên gì đây thì em quên mất nhưng mà chị cũng bảo là sau các đoàn từ thiện thì cái gì cũng đưa lên chỗ biên giới. À, những nơi ở dưới đông băng thì nhiều nơi cũng 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 đầy đủ nhưng mà cũng có nhiều gia đình đang khó khăn mà tất cả các uh, chương trình thì đa số là thầy là bảo là đưa lên biên giới thì thực ra như thế này đôi khi thì ở dưới vùng đông băng đang còn khó khăn nhưng mà khó khăn với cái mức độ là so với mặt băng của đông băng chứ không phải là so với mặt băng của các bản vùng cao để mà ở đó thì tôi đôi khi là khó khăn nhưng mà được sự giúp đỡ của mọi người này rồi là mình cũng có thể là đầy đủ hơn chỉ có là cái, do cái điều kiện để phát triển đờ hơn, hơn vậy là chỉ là so khó khăn với giới đồng bằng còn ở trên vùng cao này thì mọi người biết mình còn muốn làm ăn tôi rất là siêng năng nhưng cũng không thể làm được là tại vì là mỗi nhà thì chỉ có được chừng đó đất để trồng sẵn chừng đó đất để trồng khoai rồi là siêng lắm thì lên đến rừng chỉ có kiếm được một chút chỉ ở đó rừng thôi và quanh năm thì cũng như thế rồi nhà được hỗ trợ được bao nhiêu thì cho con cá đi học là hỗ trợ bấy nhiêu đôi khi đổi ăn đổi mặc nước nuôi thì không có nên bao nhiêu cái khó khăn bao nhiêu cái 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 không thể mà nói ra được mình lên mình giúp cho họ tại thời điểm này được vài chút nhưng mà đến khi sau là đến vụ mua mà mất mua họ cũng chẳng có cái gì để ăn cả nên ừ. ưu tiên cho các bạn vùng cao là như thế đường xã xa, xa xôi muốn đưa tiệp tế lên đây nó cũng khó khăn đây là thời tiết thuận lợi thì mình lên có những có những cái thời tiết khó khăn mình cũng thể muốn lên cũng thể lên được nên cũng cũng em lượt xem bình luận như thế thì cũng qua đây cũng nói để mọi người hiểu hơn vì sao là mình lại lên các bản vùng cao nhiều hơn dù là cuộc vấn đề đi lại hoặc là vấn đề mọi thứ nó vẫn vất vả hơn là so với dưới đông Bắc mình đi lại nếu mà mình tới tao ở đông bắc mình chỉ đi một cái con đường rất đẹp tới trào xong mình về thì rất là khỏe luôn chứ không phải là ngoan nghe khi sáng em phương lên đây mà đang xe xe là cũng cực kỳ mệt nhưng mà mình nghĩ là mình lên đây mình tặng mình cho thì nó là sẽ nghĩa hơn ý nghĩa hơn ý nghĩa hơn. Ừ. Đó, ý nghĩa hơn rất là nhiều à, vẫn biết rằng là ở miền xuôi thì cũng còn có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tuy nhiên thì với những cái chương trình mà Uh, giúp đỡ cộng đồng đấy, giúp đỡ cho số lượng lớn đấy, cho à, một cái tập thể đấy, thì uh, vợ chồng Khánh thường ngay thay mặt cho các nhà hảo tâm đi lên với khu vực vùng cao, khu vực biên giới, bởi vì ở đó là bà con rất là khó khăn, rất là vất vả quý vị. Đấy thì uh, uh, mặc dù là ở miền xuôi chúng ta cũng còn khó khăn, cũng có nhiều gia đình vất vả, tuy nhiên thì những cái trường hợp đặc biệt thì Khánh cũng đã thay mặt cho quý vị đến có duyên và đến và giúp đỡ rồi. Thế còn uh, chúng ta đi giúp đỡ đi làm thiện nguyện thì không thể giúp hết cho tất cả những cái đối tượng mà cần được giúp đỡ quý vị à, bởi vì là mỗi một chúng ta chỉ là một bàn tay nhỏ bé thôi chúng ta cũng chỉ đến và đi được một cái khu vực một cái nơi nào đó nhất định thôi chứ chúng ta cũng không thể là trăm tay nghìn mắt để mà rồi có thể là cùng một lúc chúng ta phụ sóng cái hết luôn tất cả những cái, cái cái hoàn cảnh mà cần được cái sự chia sẻ cho nên cũng rất là mong quý vị chúng ta thông cảm lúc nào có duyên với cái hoàn cảnh nào đó thì À, Khánh cùng với các anh chị em ở trong ekip sẽ thay mặt cho các nhà hậu tâm đến thăm hỏi và đồng viên Đấy. Mong quý vị chúng ta cùng hiểu nhé à, Còn bây giờ đây thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh à, Cùng em Phường và anh Nguyễn Văn Tráng Chúng ta sẽ vào thăm một gia đình Ở tại xã Trường Sơn này Được anh Tráng uh, Chia sẻ Rất là đáng thương Con chào gì? Dạ Dạ vâng chào. Vâng vâng Dì uh, đang làm chi đó? Hả? đang quét nhà hả? xưa hả? à, hôm thịt. nay lên đây thì đồng hành cùng với Khánh là anh Tráng quý vị ạ một người anh mà kết nối và đồng hành cùng với Khánh trong rất là nhiều hoạt động thiền nguyện rồi thì hôm nay trên đường đi thì anh Tráng có chia sẻ với Khánh về hoàn cảnh của gia đình ông bà đây cụ thể như thế nào thì anh có thể à. tâm sự qua với cô chú anh chị đi à, xin uh, chào khán giả Tên kênh của hai của khánh yeah. à, cũng xin uh, giới thiệu với khánh cũng như tất cả uh, quý khán giả thì uh, đây là một cái hoàn cảnh uh, người kinh ở tại thôn long sơn xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình yeah. uh, hai uh, o chủ này là uh, lấy nhau được mấy chục năm rồi wow. nhưng mà không có con thì uh, hôm nay có khánh lên đây thì uh, mình cũng muốn uh, nhờ khánh vào thăm Dạ. Rồi là xem cái hoàn cảnh, xem có hỗ trợ được cái gì cho uh, ông bà. Không? Ông bà không giúp họ dạ, dạ. Có một cái tết nó ấm vâng, hơn một tí đồng viên. Dạ dạ. 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 dạ dạ. Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh cùng anh Tráng ta vào trò chuyện gia đình dạ. tí nhé à. Ô cháu ơi, chào bác nhé. Cháu chào bác. Nghe anh Tráng mọi người chia sẻ hoàn cảnh ông bà khó khăn này chúng con qua tìm hiểu một tí, ông bị đau, bác bị đau cái gì đó nó không được, chứ là nó không được rõ tiện nữa, à, dạ, chỉ là ông đau có lâu rồi đó, chỉ là ngồi trong cái chân đó đây chắc cũng chuộng được để đất nữa, à, ông dạ. bị đau sao mà cứ cuốn chăn này trời nóng này, trời ừ. nóng ờ, ông lên, ông cũng nóng. Mà lúc này nghe anh tráng bảo là phải phẫu thuật cái gì dụ bùng thế, thế, rồi là mù cái chi đó, Lấy Trang à? cái 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 không, không được ngủ mà được mua cái chi mà đeo cái bên bên đây nè ờ họ hồ hồ mộ hồ thống hồ thống, thống tiểu, á à. Uh, à bây giờ, giờ hết rồi chứ dạ ông đau rồi là hồ thống tiểu á à. vâng vâng được chứ xong rồi ừ. bị tai biến à ờ thì ông bị tai biến luôn đó giờ là bị tai biến luôn hả dạ giờ cứ, biến luôn cứ, cứ ngồi trên ông... giường này không xuống được à không gì 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 thử mở 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 chăn ra một tí xem là sự người ngờ của ông thế nào có 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 da có thịt không nào năm chữa năm năm mẫu năm mấy cuộn chăn nữa năm chữa năm chữa năm chữa để coi ông chăm bà nào bà chăm ông à, bà chăm ông nghe họ nói là con chăm cha ông bằng bà chăm ông để xem là bà chăm ông khéo tay không bà chăm khéo thế tối bà có ngủ với ông không dạ có chứ tối ngủ phải ôm ông nha dạ. Mày ôm ông vào nhá đây đây chân ông đây cả nhà này ngồi ngồi đường ng ng ba xem chân, của ông là sao mà sưng sưng thế bà bóp cho ông cái Đấy, bị ông bị cái cục gút đây gút à dạ cả gút nữa gút nữa nên à. như ông đi được luôn nè nhưng mà cháu nghe họ nói là gút là bệnh của nhà giàu mà <laughs> bệnh nhà giàu mà đây nhà nghèo mà ông, ông bị gút cái, neo cái đó là cái gì đó C cái, bố để uh, cho ông đi tiêu Bố ông đi tiểu sao không để ở dưới mà lại để trên giường? Để để trên giường để ông lấy được nha con để dưới ông lấy được. À. Nhiều khi túi vào đi làm thì ông về để từ ông lấy. Dạ dạ. Là hàng ngày là ông ông bà phải để cái cái ca này đây cho ông từ đáy vào đây luôn à? Dạ. À. ông không xuống được khỏi giường luôn. Không. Ông đi được chứ tôi ở nhà là phục vụ ông từ A đến Z thế Ừ, cất đi, cất đi. anh anh cũng, 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 cũng phải phục vụ, vụ mà tiểu tiền chi tạm rửa chứ cũng phục vụ, vụ rồi đó cái tay yeah. là, cái tay đó. cái tay ông cứ co quắp là sao đây giờ bà tay ông cứ liệt một bên đi đâu ông cũng à. cứ đồng được là mớ ông liệt phía bên nào phía bên ừ, phải bây giờ là tay ông không ổ không tay tay ừ, về cái chánh là lớn cứ đồng được anh cứ từ chéo vào quý vị tay anh cứ gồng lại chứ liệt một đế, một nửa người đi đi liệt một nửa người ha dạ yeah. thế rồi là tối cô ngủ với ông không Hỏi thật lòng dạ yeah, có chứ có sao không bỏ thêm cái gối đây nữa <laughs> thì gội thì ngay thì cắt đi uh, ngủ Rồi có ôm ông không? <laughs> Hả? <Ha>? Giờ <laughs> ừ. ông cười thế <laughs> Có ôm ông không? Hỏi thật <laughs> Hả? Phải ôm vào nhá Dạ yeah. Hả? Ôm nhỉ? bây giờ ông đau tay gối tay được cho ông thì bây giờ à, ông gối tay cho mình được thì mình 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 gối tay cho ông à ừ. ông là bị tay biến là một này bị gút là hai này và Trời bị đấy. chi nữa thì ông bị tay biến và bị gút bị bị thế cứ nằm một chỗ như này, Năm này ăn này. ăn ăn uống là ăn uống là tôi phục vụ đó vừa vừa vài phục vụ trong đó vâng Thế rồi những lúc mà mà, mà 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 bà mà đi làm ông ở nhà mà buồn đi vệ sinh quá là ông từ đi luôn à? khánh ông nhìn từ đi có từ đi luôn rồi đó khánh nhìn thấy là hình như cái bà bố. bà bà để cái bô đây gần này cái bô này cái này cái này là để để từ đi ngoài này à, cái bỏ nó để cho em nó lấy cho em rồi xong đó là hình như điều là khi, cái giấy khi em đây em. nữa đấy giấy này để dê, ông đi về sinh ông, ông lau với ông, lau luôn ông đấy bà cũng hình như là không có tiền để mua giấy 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 vệ sinh mềm nhưng mà lấy giấy báo này này cái giấy báo mà để đây là cái nhớ lại hồi xưa của chúng ta là đấy anh tráng đấy nó đấy ừ. cái giấy chỗ đó là để làm chi đấy không hả cái giấy báo để đó để để làm chi đấy đại ờ, ông ngồi giờ kìa à, ông bật được giấy giỏi thế Ông ơi cái giấy báo này để làm gì đây? Để vãi bồ. Hả? Ông nó ông rồ để đi vệ sinh nó ông nó ông rồ. Để đi vệ sinh hả? Dạ. Dạ. Thế ông mua cái gì? Ông bây giờ ông đau những chỗ nào bố nhất không? <laughs> đi, ông? đi lộn láo đi. Hả? Nó cũng nằm ngoài <laughs> nó. Hả? ông nói ông rò được con hỏi thì ông biết để thôi cho ông nói ông rò được dạ ông nói rò được Đấy, à, ông nói rò được tối bà có ngủ với ông không hả tối bà có ngủ với ông không có thích bà ngủ với ông không có à, có ông vẫn thích bà ngủ với ông đấy nha xem tham quan bà nhà bà bà tên chi vậy? bà tên thánh bà thanh à dạ ông tên gì ông tên tô ông tên tô à thanh tô. tô à nhà cửa của ông bà đấy hả dạ thế hồi xưa lấy nhau cũng đẻ được đứa con nào hồi xưa cũng có đều mất rồi à dạ. cũng, cũng, có đẻ được con nhưng mà mất rồi hả dạ đẻ được mấy đứa một đẻ được một đứa mấy mấy chục năm hai ông bù lấy trăm mấy chục năm nữa em xin thì năm chục năm rồi đó năm mươi năm rồi mà đẻ được một người con đó dạ mà sau, sau lúc đẻ ra thì người con nó được bao nhiêu tuổi thì mất thì đẻ ra là mất luôn đẻ ra mất luôn rồi sau đó là ông bà không không có không, không có thêm được người nào nữa không có thêm được nữa. ừ rồi có đi khám không có bảo là do sức khỏe của ông ấy của bà ấy yếu không? có chứ hồi nền đi khám thì ông cũng ừ. cũng được khỏe. Không được khỏe lắm à. Thế trên này có cái cái cây cái rừng cái lá lay gì uống vào một người khỏe hai người vui à. <laughs> <laughs> Thế cái cô Cọ nào Miên biết mà, mà đi tìm. À. Cháu đùa tí thôi. Biết là đùa rồi. Dạ, dạ. Nhưng nhưng uh, ở đây có khi ngoài nướng cỏ mà Miên cũng biết. Vâng. Wow nhiều cái hơn cỏ đấy cho nên miếng cũng biết được thế bây giờ con cái thì không có ông thì đau ốm nằm một chỗ đây buồn này cũng buồn chứ ừ. ngày để chứ có con thì để con nên chăm miếng cũng đi mình phụ để mà có tiền đồ rửa nhiều khi mà con đi khỏi thì có miếng ở nhà có vợ nhà mà miếng đi khỏi có vợ đi khỏi thì có con ở nhà để chăm yeah. Giờ dạ, ông là bị như này được mấy năm Đã. rồi bà? sáu 6 năm rồi đó 6 năm rồi ừ. Ông bà không có con nhưng mà cũng Cũng hồi xưa cũng đi làm rồi cũng không có tích lũy gì được hả? Thấy thì ông nha, đi làm nữa hồi xưa ông thì nhà thì nhỏ nhỏ thế Ông đi làm là ông cứ um, um, Phạ với đô nữa mà đi làm thì ông biết làm việc nắng thôi à, Ông đi ông làm chỉ phải... có việc nhẹ, làm nhẹ rồi thôi à. Thì đi làm như họ bình thường như họ lấy lên rừng đồ đình làm gỗ làm trắng đồ để làm, được. không được yeah. không có sức khỏe không có sức khỏe nên là có anh em gì không Khổ. anh em chưa trống đắk lắc chưa cũng được một người nó cũng chết chị rồi à. thì hồi Môn mà, đồ. hồi mà mà mà, mà chuyện tránh nữa nè Hồi chiến là... là mất hồi xưa, hồi lâu lắm rồi á Dạ, hồi lâu ừ. lắm rồi là... Chiến tránh là... Bà đi vô Nam, bà lấy vợ một trong trong là... Bà biết, tạm biệt, tám biệt tiếp luôn, cô... Cô về liên lạc với mốt ừ. Hai ông bà bây giờ nó làm chi nữa, xong mà đồ đạc chi đâu mà nhiều thế Hả? Nhưng <laughs> mà ở giữa nhà cái, cái con phá Mấy cái đồ này làm chi mà trong nhiều nhiều đi nhưng cái gì không dùng nữa thì mình phải bán sắt vun đi chứ Đó là dương, dương là dương đến năm cùng Ờ, rồi trong đây là cái khu vực trong đây là cái chi đây mà nhiều nhiều đi đồ đạc nhiều đấy ủ hổ sao mà cứ đồ đạc lung tung chi thấy mấy cái cái lặt vặt đấy mà nhiều thế cái đồ nữa là miếng mi 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 bò báo bì để, để đồ Bảy. lạc nó nữa đó ôi mấy cái bao bóng rồi là mấy cái cái đồ nồi cơm điện rồi đồ nhựa kia đồ các đồ kiểu đồ hỏng bán đi đi đấy rồi mấy cái chai lò này để vứt hết đi cho nó Bạn Ôi, bán đó mà họ chưa tự lấy đó chứ ui bán hết đi, đi cho đồ đạc cái gì là vứt dạ, đi bán hết đi dùng được là vứt đơn bỏ đi để... mấy cái này để lại đêm chi nữa mấy cái thùng cắt tông này cứ để lại đây nữa à gì vẫn có một cái cái sở thích là thích để lại những cái đồ cũ đó hả ừ. tivi nhiều thế tivi đây một cái nữa đằng kia một cái nữa cả hai cãi đâu chung được cả hai chứ cái nợ um, bị 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 hắn tắt cả cái, cái 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 nợ thì hắn đỏ nó bấm có tiền bấm đi sửa ừ. mà sửa luôn này thì sửa mình chỉ nữa rồi đó, đó. Rồi, cái này biết. là của ông ánh chó đó à. bán vun yeah. thôi. Bán sắt vun đi Cái hôm mà bán đi cho rèn nha rèn cưa Mô mà, mà u chào về đồ đoàn đồ xuống quá ừ. <laughs> Bây giờ là bà làm cái công việc gì để mà mà, mà kiếm tiền để nuôi ông? Thì đi làm ngoài ngoài đông rồi đó Một tháng thu nhập được nhiều không? Thu nhập thì cũng được mấy mớ Nhiều khi anh mất anh mua thì chịu thì, 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 cũng được mấy đông bây, thì... bây, bây, giờ tổng thu nhập mỗi, 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 mỗi tháng bán gạo, bán ngô được nhiều không? Cũng ít vì tôi được hai, hai người có đất mớ ừ. Tôi hai người thì mình được hai chuột đất rồi đó ừ thì thu nhập thì một tháng đấy thì được mấy đống dạ yeah. chứ bên đi uống năm chỗ rồi thì tôi đi bên ngoài được nữa mô đi bên ngoài được nữa đi xa đấy cũng một lần công việc dưới chuối rồi mà tôi chịu dạ yeah. đi mà đi trong ngày á thì tôi đi được về được mà đi mà đi lại là chiều. vâng vâng chứ bên đi về chuối có công việc chỉ là chiều luôn là không đi làm được nữa hả dạ yeah. Vâng Anh dạy hả? À. Thế giờ bà có nguyên vọng gì không? Dạ có à. chứ Nguyên vọng, nguyên vọng chứ à, Cho hỗ trợ cho làm lại cái nhà này là được Nhà hả? Dạ Cái nhà với cái nhà vệ sinh Làm lại làm chi nữa? Nhà này gỗ tốt này Thì gỗ tốt nhưng uh, chúng quen đi À, nứt, nẻ ha. nứt nẻ Nứt nẻ biết hồi xưa thanh niên thì ông bà có đó. tích lũy được cây vàng mà mình bán ra mình, mình sửa nhà lại chứ Tích lũy cây vàng mua được chú Tích lũy được ngoài đông, tí mùa Ngoài đông thì có mua mà, 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 để mà tích lũy được chú Thế hai ông bà ngày xưa không có con Thì làm mà. đủ ăn này, rồi đó Đừng có nợ nâng hồ tự là được đó Ừ Dạ yeah trốn là trốn dưới rửa rồi thôi chứ con chứ mà nợ họ mà họ tự kêu hôn tự kêu da mãi tự kêu da rồi là sờ làm chỗ này ừ. miền đang mà ông ba đủ ăn là được đừng có bây họ. giờ bây giờ có đủ ăn không bây giờ làm có đủ ăn được không thì làm thì cũng bữa nãy thì cũng khó khăn đấy thì làm thì anh cũng đủ ăn cho cũng dưới thừa được chỗ này Vâng. ăn ngày ba bữa thôi cho con trốn là trốn từng ngày rồi đó ra. Yeah. Chứ còn mà giữ thừa thì bình yên Sức khỏe cũng có này chú này Vâng, vâng. Yeah. Thôi hôm yeah. nay uh, Có dịp chúng con lên đây đấy yeah. uh, Thấy uh, Ông bà đáng thương này Thấy ông nằm Một chỗ rất là thương Dạ yeah. yeah, bà thì cũng nhiều tuổi rồi cũng uh, Chúng con cũng Chẳng có gì đâu Chúng con uh, thay mặt cho một nhà hảo tâm ở bên Mỹ đấy uh, Biếu cho ông bà ít tiền Ông bà nhá Dạ. Để bà bồi dưỡng thêm cho ông một tí Bà hết Dạ Vâng vâng Đây Con thay mặt cho cô Mimi Trương Ở, ở bên nước ngoài đấy dạ. Ở bên Mỹ Biếu cho ông bà 2 triệu đồng Nhé dạ. Một triệu này Cảm ơn mày Dạ dạ mày bạc đã. Tết, Tết nhất cũng gần đến nơi rồi Gọi là biếu cho ông bà chút quà để Gói bánh trưng có thịt tí Dạ Cúng ông bà tổ tiên dạ. Rồi là bồi dưỡng sức khỏe cho ông một chút Bà nhá Dạ thì cảm, dạ. cảm ơn mấy ố mấy chủ mày bác cái đó Dạ 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 dạ. Thế thôi nhá. Dạ. Chào về nhá. Dạ. Con chào ông con về nhá. Dạ. Vâng vâng. Hôm nay thay mặt nhà hảo tâm biếu ông bà hai chiều để ăn Tết nhá. Ông nha, Chào ông nhá. Cảm ơn cô Mimi Trương rất là nhiều. Cảm dạ. ơn quý vị, cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh. À, còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị nhá. Bye bye.